Xin chào các bạn, bên cạnh mình đây là Volvo XC40, một trong những cái mẫu xe được mang cái gói trang bị cao cấp nhất của Volvo tại thị trường Việt Nam, đó chính là cái gói trang bị Ultimate. Nó là một hàng loạt những cái trang thiết bị cao cấp, sang trọng và hiện đại nhất của Volvo. Trước đây thì sẽ không có những cái phiên bản trang bị cao cấp như vậy, và bây giờ thì rất là nhiều sản phẩm của Volvo trong VMF 2022 này được mang cái gói trang bị Ultimate này. Và tất nhiên rồi, với chiếc XC40 này thì nó cũng sẽ không quá khác biệt so với những cái phiên bản Volvo khác. Chúng ta vẫn sẽ có hệ thống đèn hình chữ T nằm ngang, y như hình cái búa thò, hệ thống đèn LED với mặt ca lăng truyền thống. Khác một chút xíu đó chính là những cái nan ở đây thì nó sẽ có khác biệt so với những phiên bản khác, ví dụ như là XC60 chẳng hạn. Vẫn sẽ là một cái logo Volvo với một cái line nằm chéo như vậy. Camera 360 độ. Thì đây là một cái mẫu crossover cỡ nhỏ. Tuy nhiên những cái trang thiết bị kèm theo nó thì sẽ là rất là nhiều. Và cái mức giá bán của chiếc Volvo XC40 này đang được niêm yết ở mức là 1.790.000.000 đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Rồi mình sẽ mời các bạn xem thử cái phần bên hông của chiếc xe ha. Và XC40 là một cái mẫu xe crossover cỡ nhỏ, khi nó sở hữu cái kích thước chiều dài là 4m440, không có quá lớn, một cái mẫu xe đô thị vừa phải thôi. Bộ bánh mâm kích thước lốp là 235/50R19. Một cái chiếc xe nhỏ thôi nhưng mà cái kích thước bánh mâm rất là lớn, và tất nhiên rồi nó sẽ làm cho cái khoang hấp lốp đây nó trở nên đầy đặn hơn, đẹp hơn. Tất nhiên về cái tính thực dụng cũng như là cái khả năng cách âm của những cái bộ bánh mâm lớn thì sẽ thường sẽ thua thiệt so với những cái bộ bánh mâm nhỏ. Chưa kể đó chính là cái độ bền bỉ và đa địa hình. Nếu như chúng ta đi địa hình thì những cái bộ bánh mâm nhỏ 17, 18 inch nó sẽ thể hiện ưu thế hơn bởi nó đem lại sự an toàn cho mâm lốp. Tất nhiên rồi, với cái mẫu xe này thì chúng ta phải trải nghiệm thực tế một thời gian thì mới có thể đánh giá được. Vì là có trang bị hệ thống camera 360 độ nên là chúng ta sẽ có thể có camera ở đây nữa, bên dưới đây. Một cái mẫu xe cỡ nhỏ nhưng mà rất nhiều trang bị. Tay nắm mở cửa thông minh được trang bị ở cả 4 cánh cửa. Đưa vào đây để mở ra, nhấn vào cái khuyết để lock xe, để khóa xe. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy những cái đường nét rất là quen thuộc và rất là truyền thống. Volvo chúng ta sẽ có thể dễ dàng bị nhầm lẫn giữa những chiếc xe này đối với những chiếc xe khác, bởi vì nó gần như là đồng nhất một cái ngôn ngữ thiết kế như nhau. Phần đầu và phần đuôi khá là giống nhau. Với chiếc XC40 này thì cái kích thước của nó, chiều cao á, kích thước chiều cao nó đâu đó 1m50 mấy thôi. Nó cũng sẽ không có cao lắm, nếu như mà mình đứng ở đây thì các bạn sẽ nhận ra được điều đó. Còn khi mà nó lăn bánh ở trên đường á thì chúng ta cũng sẽ khó nhận ra hơn được. Đây là chiếc XC40 với kích thước chiều cao chỉ hơn 1m rưỡi. Bộ đèn cảnh báo tín hiệu phía sau cỡ lớn, tất nhiên rồi sử dụng công nghệ LED. Ở đây sẽ là tên của phiên bản B5AVKD. Một cái mẫu xe cỡ nhỏ và cái mức giá tiền nếu như mà so với phần đông những chiếc xe khác thì cũng không phải là rẻ đâu, 1.790.000.000. Tuy nhiên nhắc lại đó là rất là nhiều những trang bị cao cấp, và đặc biệt là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, thì đó là những cái giá trị rất là lớn đối với một cái mẫu xe gầm cao. Tại vì một cái chiếc xe dẫn động 4 bánh thì nó không chỉ đem lại cái khả năng linh hoạt khi mà các bạn đi địa hình, mà nó đem đến cho chúng ta một cái cảm giác lái chân thật hơn, đặc biệt là nó an toàn hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một khoang hành lý dung tích là 540 mấy lít, hơn 540 lít. Thiết kế thông minh này, chúng ta sẽ có hai ngăn ở bên dưới nữa và có cả lốp sơ cua. Đấy. Tiện ích ở đây thì có cổng sạc 12V tối đa 120W, và có một cái ngăn ở đây này để khi mà cái người ngồi ở bên trong có thể lấy được vật dụng ở trong đây ra. Rồi, cốp, trang bị cốp đóng mở điện. Nhỏ gọn, giá tiền vừa phải nhưng mà lại rất là nhiều những trang bị. Đó là những gì mà mình muốn nói đến XC40 phiên bản Ultimate. Mình sẽ vào xem thử cái khoang nội thất hàng ghế thứ hai. Trang bị cao cấp thì vào trong khoang nội thất nổi bật nhất, ấn tượng nhất đó chính là cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama rất là lớn, thậm chí nó nằm ở đây. Khi mà mình ngồi ở đây là gần như mình không nhìn thấy cái chân đằng sau luôn. Đây là một cái điểm rất là ăn tiền ở trên cái mẫu xe này nếu như anh em thích cửa sổ trời. Một cái điểm trừ của XC40 đó chính là vì nó mang cái kích thước chiều dài chỉ khoảng hơn 4m4 thôi, nên là cái lưng ghế ở hàng ghế thứ hai này nó chưa tạo được cái cảm giác thoải mái. Nhưng mà tất nhiên, quay ngược trở lại câu chuyện, đây là một cái mẫu xe cỡ nhỏ và nó hướng đến cái nhu cầu di chuyển trong đô thị nhiều hơn. Chính vì vậy cái hàng ghế thứ hai này nó cũng chỉ đáp ứng ở một cái mức rất là vừa phải thôi. Nếu như mà chúng ta có những cái hành trình dài 200-300 cây, hay là đi Nha Trang 500 cây, thì có thể người ngồi đằng sau sẽ có chút khó chịu với cái độ ngả lưng ghế này. Còn về mặt tiện ích thì vẫn sẽ có bệ tỉ tay,
Đấy, khay để ly nước, cửa, gió máy lạnh hàng ghế thứ hai và đặc biệt là hệ thống âm thanh Harman Kardon trang bị trong cái gói trang bị cao cấp. Tiếp theo đó là bộ da ghế. Thật ra là hôm nay là mình đi sờ cũng khá là nhiều những cái mẫu xe Volvo và có một điểm chung là hầu hết đều có những cái bộ da ghế cao cấp cho chúng ta một cái nhìn đẹp mắt này, cho chúng ta cái trải nghiệm sờ cũng xịn. Và đặc biệt với cái chiếc XC40 này á, thì da nó còn kết hợp với một cái loại da giống như là da lộn đó. Tất nhiên nó không phải da lộn đâu, nó là dạng microfiber thôi. Đó, hai cái thứ này kết hợp với nhau, quan trọng là nó cho chúng ta một cái cảm giác ngồi yên tâm, dính người. Đấy. Rồi, khoang đằng sau thì cũng chỉ có nhiêu đây thôi, sẽ không có nhiều hơn. Mình sẽ mời các bạn xem thử cái khoang nội thất ở phía đằng trước. Ở khoang ghế lái thì chúng ta sẽ có bộ đôi ghế toàn bộ điều chỉnh bằng điện đa hướng. Rồi, cái khoang lái nó hiện đại đó là vì nhờ vào cái việc được trang bị cái màn hình điện tử LCD toàn phần kích thước 12.3 inch, nó hiển thị đa thông tin ở bên đây. Với bên trái là đồng hồ hiển thị tốc độ và bên phải là hiển thị vòng tua máy. Đó. Màu sắc hay độ phân giải thì cơ bản mình nhìn khá là đẹp nha các bạn. Và phía bên tay phải của mình đây thì là một cái màn hình giải trí được đặt dọc, tuy nhiên nó không chiếm quá nhiều không gian mà nó vẫn chừa lại hai bên cho cửa gió máy lạnh. À, mình sẽ mở thử camera 360 độ. Nét đấy. Những cái phần cánh cửa mở ra thì nó sẽ bị mất khi mà cái cốp mở và cũng như là cái cánh cửa bên phải mình đang mở ra thì nó sẽ mất. Còn lại là chúng ta sẽ có cái các cái góc còn lại này. Nó chỉ có kết nối Apple CarPlay thôi, không có kết nối Android Auto nha các bạn. Như truyền thống này, ở dưới chúng ta vẫn có một cái khu vực để điều khiển nhạc, điều khiển nhanh, chuyển bài, lùi lại hoặc là tạm dừng, hoặc là bắt đầu, nút Emergency đặt ở ngay đây. Rồi, khu vực điều khiển trung tâm thì sẽ có một cái khay hộp chứa đồ tích hợp sạc chuẩn chi. Một khay chứa đồ nhỏ nhỏ ở đây, không biết là đựng gì, mình nghĩ là chắc là đồng xu á, sẽ nhét vào đây. Cần số nhỏ xíu. Rồi, nút parking thì lại dạng nhấn như thế này. Phanh tay điện tử. Khay để ly nước. Còn cái này nữa. Khá là nhiều cái khay nhỏ nhỏ. Không biết là... Để xem cái này. À, mở được này. Rồi, một cái hộp chứa đồ. Còn một cái khay nhỏ này mình không biết đựng cái gì. Đây, nhấn nó xuống thì thả đồ vào đây. Nhưng mà có vẻ lấy ra sẽ khó khăn nhỉ. Đấy. Rồi, bệ tì tay. Ngồi khá là hợp lý, để mình chỉnh lại cái ghế này cho nó hợp lý với cái dáng ngồi của mình. Được đấy, ghế ngồi rất là thích. Nhờ vào cái lớp microfiber ấy, nó làm cho mình cảm giác dính với cái ghế nhiều hơn. Và cái ghế cũng là to. Mặc dù một chiếc xe nhỏ nhưng mà lại được một cái ghế ngồi khá là to. Hệ thống an toàn chủ động của những chiếc xe Volvo thì rất là nổi tiếng rồi. Có lẽ là mình cũng sẽ không cần phải nói quá nhiều. Thật sự là họ sẽ quảng cáo về những cái tính năng đó rất là nhiều, nhưng mà ngược trở lại nó là một trong những cái then chốt khi mà người ta nghĩ đến thương hiệu Volvo, đó là sự an toàn. Thật sự thì sờ nắm vào những chiếc xe Volvo từ cánh cửa, từ khung sườn bên ngoài, mọi thứ mình sờ chạm vào rất là chắc chắn. Cuối cùng nhất đó chính là cái phần động cơ, để xem có chiếc xe này mạnh hay không. Phiên bản XC40 này được trang bị cái khối động cơ dung tích là 2.0 lít, tuy nhiên cái mức công suất sản sinh nó lên đến 249 mã lực và mô men xoắn tối đa là đạt 350 Nm. Tất nhiên đây là một cái động cơ tăng áp rồi. Và với cái thể trạng của cái chiếc xe này, nó sẽ giúp cho chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 100 trong vòng 6,4 giây. Đây là một con số có thể nói là ấn tượng đối với một cái mẫu xe crossover. Hộp số đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó là những cái giá trị mà các bạn sẽ bỏ ra 1 tỷ 790 triệu để mua cái mẫu xe này. Mình nghĩ là nó là một con số hấp dẫn, mức giá tiền cũng rất là hấp dẫn. Nếu như các bạn đánh đổi lại với cái số tiền đó, nếu như mà các bạn mua một cái mẫu xe khác đi, mình chắc chắn khi mà so kè về cái mức trang bị này, về động cơ, hộp số hay là những cái tiện nghi ở bên trong, chắc chắn sẽ rất khó để kiếm được một cái mẫu xe khác cạnh tranh với XC40. Nhưng mà có một sự đặc biệt, đó chính là các bạn sẽ phải yêu thích được cái cách thiết kế của Volvo, cũng như là yêu thích được cái khả năng cầm lái của chiếc xe, cái tính nết mà chiếc xe nó thể hiện. Volvo ở Việt Nam thì vẫn đang bán cho một cái nhóm khách hàng có thể nói là cũng hơi đặc biệt, không phải là cái nhóm số đông khách hàng. Tại vì số đông thì một là họ sẽ tìm đến Mercedes-Benz, hai là họ tìm đến BMW, ba là Audi, nó phổ biến hơn rất là nhiều. Còn Volvo thì không, khách hàng của họ sẽ đặc biệt hơn một chút xíu. Và đó là những cái chia sẻ rất là nhanh của mình về mẫu XC40 phiên bản trang bị Ultimate của Volvo tại gian hàng
triển lãm VMS 2022. Và mình hy vọng rằng thời gian tới đây thì Volvo sẽ có nhiều những cái sự kiện nổi bật hơn để làm sao lan tỏa những cái chiếc xe của mình đến nhiều người biết hơn. Và mình muốn như vậy là vì mình thấy những chiếc xe của Volvo có mức giá rất là tốt, đi kèm với trang bị của họ cũng tốt không kém. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.